Tôi đồ. Tôi lại 2 phút rồi bà. Rồi có rồi đi. Xem hết tập phim cô dâu tấm tủ là giống gì không? Ốc này là ốc gì ta? Ốc lẻ, ốc bộ. Ốc lẻ à? Rồi, mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là khoảng 11 giờ trưa. Chúng ta có mặt ở ngay cái chợ, đây là chợ gọi là chợ Bà Hoa nha quý vị. Đây là chợ Bà Hoa bên quận Tân Bình. Thì hôm nay thì Kiên muốn qua bên này để chia sẻ với lại tất cả quý cô chú, anh chị các bạn một cái quán ăn đặc sản miền Trung. Có rất là nhiều món hấp dẫn ở đây. Và đặc biệt á, quán này được rất là nhiều các nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, rồi ca sĩ đến đây ăn và chia sẻ rất là nhiều rồi. Và hôm nay thì Kiên có bạn của Kiên giới thiệu và Kiên đến đây Kiên sẽ chia sẻ quý vị nhé. Ok, thì quán ở đây thì có bán ở ngay cái góc chợ Bà Hoa này. Đấy, ngay góc chợ Bà Hoa, và ngoài ra còn có cái ở bên trong cái số địa chỉ là số 95. 95 nữa. Đây, giờ thì Kiên sẽ đưa quý vị đi, chúng ta sẽ cùng khám phá và thưởng thức những cái món ngon ở đây nhé. Ở đây có rất là nhiều cái món ốc ngon, rồi còn rất là nhiều cái món khác nữa, và đặc biệt là cái món lòng xào nghệ là cái món đặc sản đây nhé. Rồi, có rồi đi. Xem hết tập phim cô dâu tấm tủ là giống gì không? Ốc này là ốc gì ta? Ốc lẻ, ốc bộ. Ốc lẻ à? Lần đầu tiên ăn con ốc này luôn đó. Cái này là để ăn luôn chứ không phải để ăn nhạt. Rồi biết rồi. Ốc này nhìn nó màu nó đẹp. Ốc này ăn không cần có ốc gạo nữa. Ốc dừa đâu. Ơi, giống như uống thuốc á biết không? Bỏ vô nậm xong uống nước vô được rồi. Cái này là hến xào. Hến xào à? Cái này xúc bánh đa ấy. Dạ đúng rồi. Về con ốc. Anh cho ba hả? Dạ lấy đi cô. Này là hết miền Trung, hết Hội An. À, cũng phải hết trong này đúng không? Hết miền Trung này mới nhỏ vậy chứ. Trung nó mới thơm đúng không? Nó mới nhỏ. Thơm nó mới ngon. Nó không phải nhuyễn nha, nó nhỏ chứ không phải là nhuyễn. Nhỏ chứ không phải là nhuyễn. Cái này nó nhỏ nè. Con nó nhỏ. Đây, đây là cái món lòng xào nghệ. Cái này là mình phải thực sự. Đặc sản của này luôn. Đặc sản của quán. Đây là bán nặng nhất á. Ngon quá ha. Cũng linh kinh kìa. Cái này là thăng long bò mình hấp gừng sả. Gừng sả. Đây, hôm nay mình đến sớm mình xem anh chế biến này. Đây cái này là hến này con nó cái chỗ bán chính là cái địa điểm này. Ở đây là số 95 đường Sơn Hưng, phường 11 quận Tân Bình nhé. Đây là quán Thảo Hiền, đặc sản miền Trung, đặc biệt là lòng xào nghệ. Rồi giờ Kiên sẽ vô đây nhá. Có anh đang ở đây này, anh mới nấu những cái món ra, mới vừa mới dọn ra đây này. Kiên sẽ hỏi anh một chút cái. Em chào anh. Hôm nay đi qua sớm được xem anh chế biến những cái món ngon ở đây. Giờ thì hôm nay có thể dẫn em đi một vòng anh cho em biết ở đây mình có bán những món gì không ạ? Dạ. Ở đây anh có bán những món gì anh nhỉ? Món gỏi nè. Anh chia giới thiệu từng món cho quý khán giả biết thôi. Cái này gỏi da bê. Gỏi mít. Gỏi mít. Lưỡi bắp tháo nè. Gỏi lưỡi gì nhỉ? Bắp hấu. Gọi lưỡi bắp hấu. Bao tử chuối hột. Cái này bao tử chuối hột cũng là gọi luôn. Gọi ngó sen tay heo. Cái này là gọi ngó sen tay heo. Gọi sứa. Thăng long bò hấp. Món miền Trung nè. Dạ. Cái này là đặc biệt là đặc sản của miền Trung đúng không anh? Cái này gọi bắp hấu. Thăng long bò hấp xả với lại gừng đúng không anh? Cái này là pha lấu bò. Đây là giam cuốn. Cái này là ốc gì anh? Ốc lẻ. Cái này là ốc lẻ.
tỏi cuốn. Cái này là ốc hương, rồi ốc tỏi, ốc cà na, sò lông. Cái này là ốc mỡ, rồi có nghêu hấp, sò hến xào. Dạ, cái này hến xào này xúc bánh đa thì rất là ngon đúng không anh? À, cái này trong nó cũng nhỏ đúng không anh? Dạ, nhưng mà ăn nó hương mà nó có mùi, nó rất là cái mùi gì hến gì. Nhưng mà hến trong này là ốc này là ốc len coi được, ốc len sầm được, ốc lá, ốc này ốc lá, ốc bưu chứ, ốc bưu mà mình nấu thì là nắng, dạ. Ốc này là ốc đinh, ốc cút Đà Nẵng, cái này là món gì? Cao lào, cao lào, cao lào, cao lào, thằng nha, chưa ăn món này bây giờ. Còn đây món này ốc bưu xào sợi. Ốc bưu xào sợi ớt, gân bò xào sợi ớt. Cái này là món chim giòn. Cái này là nấu xong đây, cái món mà nổi tiếng ở đây đúng không? Anh nói là đây là ca sĩ này, diễn viên này, nghệ sĩ là hay đến đây ăn sáng ngoài. Nhưng mà là 40, đó 40 lớn 50. Cái này là 50 hay 40? Cái này là 40 đúng không? Ở đây là mình bán là thời gian như thế nào nhỉ? 11 giờ tới 10 giờ tối. 11 giờ trưa tới 10 giờ tối. Đây là lòng sòng nghệ này. Cái món này mà mua một đĩa mà làm mấy lon là tốn lắm anh nhỉ. Rồi hôm nay em qua đây thì nói chung là món ngon thì rất là nhiều, nhưng mà nếu mà thử hết thì chắc là không hết được, nên là chắc là phải đến khoảng vài lần. Thì hôm nay có thể là anh tư vấn cho em đi ăn món nào nhất ở đây không? Em thích món nào thì em lấy nha. Dạ. Món ngon ấy. Món nào cũng ngon đúng không? Để em đi một vòng xem là em sẽ chọn ha. Dạ. Anh lấy cho em mỗi phần mỗi ít em thử được không? Là làm sao mà ví dụ combo khoảng 100 ngàn. Đấy, 100 ngàn em thử, anh lấy em mỗi thứ một ít thì nó được nhiều xíu. Dạ. Đây, giờ mình sẽ đi rồi mình lựa nha. Thank you.
sẽ vào trong em ăn. Thì rất là đói bụng rồi. Cô 100 ngàn à, anh cho là gọi thì mỗi thứ một ít này. Rồi lòng xào mè này. Ốc thì có ốc ốc là có 3 loại ốc. Đấy. Ốc bưu. Rồi nói chung là 2 loại ốc nữa trên tự nhiên trên cơ trên mà chúng ta ăn thử nha. Rồi cái này là món hến xúc bánh tráng. Đấy. Món lòng xào mè hấp dẫn không? Mời cả nhà nhé. Rồi thì sẽ thử nha. Đầu tiên là cái món lòng xào mè. Đây là lòng xào mè. Ai mời cả nhà đây. Món lòng xào mè rất là ngon. Ai là người miền Trung á, rất là thích ăn nghệ. Miền Trung miền Bắc, miền Nam thì không biết. Nghĩ là miền Nam mới làm được. Món nào hôm nay rất là ngon. Đây mình thử cái đĩa gỏi là thập cẩm, gỏi mót sen, gỏi tai heo, gỏi mọc nấu, gỏi cứa. Nó rất là giòn, nó giòn, gia vị nóng đều rồi. Trời ơi, nó rất là lớn. Đây là nhà nhá. Đến nhà. Cái này rất thơm, cái con cái này nó thơm quá. Đây là hành, thơm. Mình cũng thân tay mà em bỏ một bữa thì hôm nay nói là món nào cũng ngon. Này gọi bắt cưới à. Rồi mình có mắm nêm. Này mắm mặn. Tự heo yeah.
làm rất là thu thu, nó thấm nhầm vị và nó đậm đà. Nó rất gần giòn. Này là sẽ có nó hỏng trong nó được nè có thịt cơm. Thịt cơm làm ra cơm bánh đa chút kén chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.